Có cái chuyện này tôi thấy chướng là bà con nè Thì tôi không hiểu mấy ông nhà nước này nghĩ sao luôn á Nếu mà bà con đang sống vùng nông thôn thì thôi tôi không nói Bởi vì dù sao đó Ở dưới nông thôn thì đất rộng người thưa Cảnh quan thoáng đảng không khí Nó không có bị ngợp phải không cũng còn dễ thở Còn mình ở mấy cái thành phố lớn đó quý vị Đông đúc chật chội đồ hang cùng ngõ hẻm đồ chằng chịt như vậy đó Chưa kể nhà nào nhà nấy như cái hộp vậy Giặt quần áo xong rồi không biết phơi chỗ nào luôn thành thử ha quần áo ha hay là xì lip su chiên gì cũng vậy giặt xong là cũng đều phải tìm cái chỗ nào có nắng thì phơi thôi bất chấp có thể là phải phơi trước hiên nhà luôn vậy đó mà mấy ông nhà nước bắt buộc dân phải treo cờ cho bằng được bất chấp cái chuyện là ok cờ có thể bị treo tung bay giữa hàng xì như thế nào luôn mà tôi nghĩ cũng là nha cái mặt tiền nhà mình cho dù không phải là mặt tiền ngoài đường lớn đi trong hẻm hóc thôi nhưng mà cái mặt tiền nhà mình nó đang lành lặn như vậy cái tự dưng kéo quân tới khoan cho mấy lỗ vậy làm thủng vài lỗ trơn vậy xong rồi bắt dân phải ký vô cái cam kết là phải bỏ tiền túi ra mua cái trụ với mua lá cờ về cắm vào đó nghe chưa giờ tôi hỏi bà con nè đây có phải là ý chí nguyện vọng của bà con không Bà con nào nói ừ cái giơ tay lên cho tôi cái coi Thì tôi bỏ qua bà con đó luôn trời trời thời buổi bây giờ một mảng tường cho quảng cáo là biết nhiêu tiền rồi giờ cái tụi nó muốn mình quảng cáo cái lòng yêu chế độ thay cho nó tại sao tôi nói quảng cáo cái lòng yêu chế độ thay cho nó bởi vì bà con có thể yêu nước nhưng mà chưa chắc bà con yêu chế độ à thành thử ra để mà quảng cáo cho cái chế độ của cái đảng đang cầm quần này nè Thấy không nó buộc bà con phải treo cờ tại sao phải treo cờ treo cờ tại lá cờ của nó mà thành ra bà con phải treo cờ như vậy để trưng ra là bà con cũng đồng lòng yêu chế độ yêu đảng của nó mà cái tôi tức ở cái chỗ này nè bà con tôi thấy nó chướng là vậy nè mình đã quảng cáo không công cho nó rồi thì cũng được đi bất đắc dĩ mà không làm cũng đâu có được bà con thử nghĩ nếu mà bây giờ mình không treo cờ mình không quảng cáo không công cho nó thì liệu mình có yên ổn với cái bọn kêu là chính quyền địa phương không mà tay sai đó là những cái tổ dân phố đồ mấy ông mấy bà tổ trưởng tổ dân phố đâu đó nay mai con cái mình lấy vợ lấy chồng mẹ cần cái giấy chứng nhận độc thân đi ra phường coi có dễ làm không hay không hay là cha mẹ mình lìa đời cần cái giấy chứng tử hay con cái mình mới ra đời cần làm cái giấy khai sanh thành thử ra nếu mà quý vị chống đối lại mấy ông mấy bà tổ dân phố đi nhắc nhở treo cờ mấy bà con không chịu treo đó rồi bà con nghĩ bà con liệu có thể sống yên mà qua được cái ải kêu là chính quyền địa phương không thành thử bây giờ tôi mới nói nó là mình quảng cáo không công cho nó thì thôi cũng được đi nhưng mà cái tôi chướng cái tôi tức là mình đã đồng ý hợp tác quảng cáo không công cho nó rồi mình đã chịu hy sinh cái tường mặt tiền nhà mình để cho nó khoan lỗ chỗ lả trả rồi thì lẽ ra nó phải phát luôn cho mình cái trụ cờ gắn vô rồi nó phải phát luôn cho mình cái lá cờ chứ chứ làm sao mà nó bắt mình ký tên vô cái bản cam kết là mình phải tự đi mua về tốn tiền gì kỳ cục vậy chơi sao nó phát cờ cho ngư dân ra biển còn dân trên bờ thì nó bắt mình phải tự bỏ tiền ra mua cờ dễ treo hay là tại vì ngư dân ra biển ngăn quân thù thành ra được nhà nước trao cờ hán gì còn bà con mình trên bờ không có hy sinh tính mạng thì bà con ở trên bờ mình phải hy sinh cái núm ruột hán gì đồng tiền nó đi liền với khúc ruột bà con ơi nghĩa là làm dân sứ mình kiểu gì cũng phải hy sinh hết đó bà con xuống biển cũng hy sinh mà ở trên bờ cũng hy sinh nốt Vậy thì tôi hỏi bà con cái nhà nước này nó do ai và vì ai mà nó thành lập nên? Mấy em mấy cưng đó mà trả lời được cho tôi cái này ha, tôi cho 10 điểm về chỗ quỳ.